Xin chào các bạn đã đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. CEO mất lưu không phải gu con rể của mẹ Hương Giang. Mẹ Hương Giang dường như không muốn con mình quen những người có điều kiện. Tuần này, chương trình Chị Em Chúng Mình tiếp tục lên sóng VTV3 vào 21:30 tối thứ Tư ngày 2 tháng 9. Hội chị em sẽ mang tới những câu chuyện thú vị về người mẹ của mình. Có lẽ khác với hình dung của mọi người, mẹ Hương Giang lại rất khó tính với con. Tham gia show hẹn hò để tuyển bạn trai cho con gái, mẹ Hương Giang không bao giờ ủng hộ những ứng viên có điều kiện khá giả. Cô luôn nghĩ con gái mình có nhiều thiếu sót như không biết nấu ăn, không sinh con, nên lựa chọn khác hẳn gu con gái. Con nơi không được, anh này giỏi thế lấy mẹ về, người ta bỏ mà chết, mẹ cô luôn miệng nhắc nhở. Mẹ Hương Giang luôn chọn người chất phác, kém hơn nữ ca sĩ một chút, thậm chí còn hài hước khuyên. Con ơi, giàu để làm gì, bao người ta đi con, người ta chung thủy, người ta yêu con. Có vẻ như CEO Mắt Lưu lại không phải là gu của mẹ Hương Giang. Nhưng thôi thì duyên trời đã định, hiện tại nữ ca sĩ vẫn đang rất hạnh phúc với người đàn ông của mình và chứng minh được cho mẹ thấy rằng những lo lắng đã qua là không cần thiết. Thuở nhỏ, Harry Won chính là người bạn duy nhất của mẹ. Lúc nào đi học về, mẹ cũng đã chờ sẵn trong phòng, lắng nghe nữ ca sĩ kể chuyện. Khoảnh khắc hạnh phúc hơn cả là khi nữ ca sĩ báo cho mẹ về kỳ kinh nguyệt đầu tiên cũng như bạn trai đầu tiên. Điều này khiến mẹ rất vui mừng vì từ hồi lớp 6, Harry Won từng có suy nghĩ mình sẽ chuyển giới. Phản ứng của cả lớp Harry trước điều này là sự ủng hộ. Ngày bé, Harry nghĩ mình nên là đàn ông vì tính cách mạnh mẽ và thích quan tâm, chăm sóc phụ nữ. Đặc biệt, đến 17 tuổi, cô vẫn chưa có kinh nguyệt. Ngày đầu tiên Harry có kinh là tại trường và gọi điện báo mẹ xin về nhà, mẹ cô đã rất vui. Thậm chí, lúc bạn trai đầu tiên của cô gọi đến hỏi thăm vì sao không đi học, mẹ Harry vui mừng thông báo, con ơi, hôm nay Harry chính thức là phụ nữ nha. Hôm sau đó, mẹ cô đã khoe tất cả mọi người, ai gặp Harry cũng nắm tay chúc mừng ca sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.